Tờ bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đến từ giải vô địch quốc gia Pháp, Stade de Bois và PSG, diễn ra vào lúc 3 giờ chủ nhật ngày 12 tháng 3 trên sân vận động Champs-Élysées của đội chủ nhà Brest. Đón tiếp PSG, Brest liên tiếp đón tin không vui. Đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột như Loic Remy, Karamoko, Kade Dembele, Matthias Pereira, Lala, Labarrecho vì chấn thương. Trong khi Mandy Camara đang lĩnh án treo giò, đội chủ nhà chỉ có được 23 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Trên sân nhà, Brest mới chỉ thắng 2 trận, còn lại họ hòa 5, thua 5. Mới nhất họ đã để thua Monaco với tỷ số 1-2. Lý do khiến đội bóng này thi đấu kém cỏi ở mùa giải này là hàng thủ thi đấu như mơ ngủ đã để lọt lưới 42 lần. Trong bối cảnh PSG rất cần một chiến thắng để xoa dịu nỗi đau, Brest sẽ khó tránh khỏi một trận thua cách biệt. Về phía PSG, danh sách chấn thương cũng đã nối dài thêm. Ngoài Bresnel, Kimpembe và Neymar nghỉ đến hết mùa, bệnh xá của đội bóng thủ đô có thêm cái tên Marquinhos, Nodi Mukiele, những người bị chấn thương ở trong trận đấu giữa tuần vừa qua tại đấu trường C1. Trước khi để thua Bayern 0-2 ở trận lượt về vòng 1/8 sân chơi số 1 châu Âu, PSG thắng 3 vòng đấu liên tiếp tại Ligue 1, ghi được 11 bàn nhưng cũng đã để thủng lưới đến 5 lần. Hàng công số 1 Ligue 1 với sự xuất sắc của Mbappe và Messi đã có tới 66 lần lập công. Đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn thể hiện được phong độ hủy diệt ở đấu trường quốc nội. Trải qua 26 trận đấu, họ đã có 63 điểm với 20 chiến thắng và 3 trận hòa, tạo khoảng cách lên đến 8 điểm với các đội bám đuổi. Sau khi bị Bayern loại sớm ở Champions League, PSG chỉ còn một mặt trận duy nhất là Ligue 1 để chiến đấu. Chính vì thế, đội bóng của huấn luyện viên Christopher Galtier muốn cán đích nhanh nhất để nhằm vực dậy tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Đây sẽ là một trận đấu khá dễ dàng cho PSG khi cả thành tích đối đầu lẫn sự chênh lệch trình độ là khá lớn. Vì vậy, tờ bóng TV tin rằng PSG sẽ có thể clear được kèo chấp 1,25. Tỷ lệ tài xỉu trận đấu này là 2,75. Các anh em cũng có thể trông chờ vào một trận đấu nhiều hơn 3 bàn thắng khi hàng công phong độ thăng hoa của Mbappe và các đồng đội chỉ phải gặp hàng thủ chệch choạc của Brest. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạp Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.